nồng nườm trong chiều mơ nắng phai đỏ lão cho mau bơ tiên bử. Dạ, ông chưa phiền chờ chút em qua tới liền. Dạ, đò vừa cập bến, xin mời lão trưởng xuống thuyền. Nè nè nè, mặc dù tao năm nay mới có 70 mấy cái xuân xanh, nhưng tao là già dạ đâu mà bây gọi tao là lão trưởng chứ. Dạ, xin lỗi. Thôi để em gọi bằng bác. Gọi bằng bác tao cũng không chịu hả? Vậy chứ gọi bằng gì? Mày gọi tao bằng thằng đi. Bác này kỳ quá. Cá sao kỳ? Bác dai quá. Bộ da trâu da bò sao dai? Mà thôi tiên bửu ơi, sách có câu tình thiên chung bất lão. Da thì da mắt, da mày, da râu, da tóc, chứ mối tình xuân vẫn trẻ mãi không. Em bầu đừng có làm mà cao theo giá ngọc ngàn, sống không biết hưởng một thời xuân đầy hoa mầm, để khi chết rồi thì cũng thành ma. Nè lão khuyên bầu đừng tính thiệt so hơn, hãy cùng lão đây bắt mặt giao hòa, để hai đứa mình cùng hát trọn bản tình ca. Một trẻ một già được bền dây ngầu. Thôi đi ông ơi, tóc ông đã đổ qua răng, râu đi ông thì mọc tùm lum thì lia mất hết trật tự, làm sao thương ông cho được mà. Tiên bửu ơi, nói như vậy là quê lắm nghe em hai. Bây chê qua tóc bạc chứ có râu hả? Nè bây không thấy sao? Con tôm con tép nó còn có râu, cá cũng có cá bạc đầu bầu ơi. Ân quang đời bầu thanh thơi, tí vi nhật cá bồn xe hơi quê kìm. Già như ai chứ già như lão đây, con gái 20 cũng chẳng dám phân biệt. Nè tụi bay có nói cũng suy đi nghĩ lại, kẻo chạm tới tự ái của mấy thằng già tóc bạc muối tiêu. Hồi nào nó cũng trẻ trung láng mướt như ai, nhưng đợi tới lúc lên chức viên ngoại thì tóc nó đã qua râm hết trọi. Mà cũng nhờ vậy cho nên mới có câu: áo dài trắng nệ quần thưa, 70 có của cũng vừa 15. Sao? Bây giờ ông có chịu xuống đò cho tôi đưa ông qua sông không? Hay là đứng đó nói xàm hoài? Trời ơi, tôi nói văn chương vậy mà nó nói tôi nói xàm chứ. Rồi xuống thì xuống. Coi coi coi, kìm chiếc đò cho vững coi, lúc lắc tao lọt tuốt xuống sông nghe chưa. Bắp non mà nướng lửa lò, đâu ai về được. Ha ha ha.
Con nhỏ này nó hò cái giọng gì mà nghe ngọt xớt vậy, giống như cô Đào Phượng Liên trong cái nát Dạ Ly Hương quá vậy cả. Cào hứng quá, tao phải hò đáp lại mấy câu cho bay ngán mới được. Nghe đi em hai ơi. Hò nha. Hò. Hò. Cục đa lằn nghiêng lằn ngửa, khen ai kheo sửa cục đa nó lằn dẹp, tao thấy không đẹp. Tao sửa cục đa nó lằn meo, tao thấy không kheo. Tao sửa cục đa nó lằn tròn. Dầu cho sông cạn đá mòn, còn non còn nước hà, còn non còn nước qua còn thương em. Ôi, thằng cha già họ bảy họ bả hoài à, đứng đó nói hoài ha, tôi chào rồi đi đó. À thôi thôi thôi, tao đi tao đi, con nhỏ này thấy ghét quá. Lão trưởng ơi, tại sao cứ mỗi buổi chiều vàng tắt nắng, ông đều xuống đón tôi dưới bến đò ngang. Tiên bộ ơi, đó là vì qua thấy em có chút hường nhan. Hình ảnh đó đã in đậm trong quả tim vàng của lão. Thôi thôi ông trưởng ơi, khuyên ông đừng có sách gậy tre chiều chiều khi hoàng hôn vô lòng, xuống bờ sông mà ngóng đợi bông má con đò. Tôi có hứa hẹn gì đâu mà ông đợi ông chờ, nhưng dẫu cho coi vậy mà hổn thiệt ta. Nè chết nghe em bảo. Ông trưởng ơi, ông đừng đeo đuổi theo tôi làm chi cho nhọc sức. Hay vậy mà qua hổng sợ nhọc. Ông đừng đem bạc tiền mà lung lạc hồn tôi. Hay một ngày kia em sẽ thấy tiền bạc là chuyện tối cần. Giá lại tôi thiệt chưa, ông đừng hy vọng hảo quyền thân tôi như thể dương nga, ông như chiếu rách người mà ngồi trên dây trời cho gió nga thổi lên cho mình chiếu rách nằm trên giường. Tôi đố ông ba câu, nếu ông đáp được thì bây phải bằng lòng làm vợ tao, chịu không? Chịu. Chịu ha. Còn nếu mà ông đáp không được? Nếu tao đáp không được thì bây muốn sao cũng được, tùy ý. Ông nói cho chắc lời nha. Trời ơi, tao đáng tuổi cha bây. Ủa, tao như vậy mà thất tính với bây sao? Tao mà nói sai cho làm con bây đi. Ông này ông nói kỳ cục quá à. Sao? Ông nói kỳ vậy tôi không thèm nói chuyện với ông nữa đâu. Thôi, không nói vậy nữa rồi. Đố đi, đố gì đố đi. Bây giờ, ông nghe tôi đố câu thứ nhất nha. Rồi, câu thứ nhất. Cây gì mà mới mọc thì cao à, lần lần mà lại thấp cỡ sau cứ sau lạ kỳ. Cây gì kỳ cục vậy kìa? Cây gì mà mới mọc thì cao rồi lần lần lại thấp. Chịu thua chưa?
chịu thua sao được. Cây này là rồi, em ơi mà em xích nó lại đây à. Trước cái cao mà sau tấp nó là cây à, cây à, đèn cây à. Không nè, hồi mới đốt á thì nó cao, lần lần nó lụng xuống nó thấp, đúng không? Đúng. Đúng thì kêu qua bằng mình đi em hai. Đâu có được. Okay. Còn hai câu nữa chứ. Vậy ha. Rồi, đốt tiếp đi. Nè, nghe kỹ câu thứ nhì nha. Rồi, câu thứ nhì. Ba người mà bốn lưỡi mười chân, một lưng mà bận áo, hai lưng áo trầm. Cái gì mà ba người mà tới bốn cái lưỡi? Rồi, biết rồi, con quỷ phải không? Cái gì mà con quỷ? Chịu thua chưa? Chưa chịu thua. Để coi. Ba người bốn lưỡi mười chân. Rồi, biết rồi. Đó là người đi cài với hai con trâu. Bốn lưỡi là một lưỡi người ta, hai lưỡi con trâu với một lưỡi cài. Mười chân là tám chân con trâu với hai chân người. Đúng chưa má thằng Tỏ? Đúng. Vậy thì kêu qua bằng cưng một tiếng cho ngọt xớt đi má thằng Tèo. Chưa. Chưa hả? Còn câu thứ ba nữa chứ. Còn câu thứ ba nữa. Rồi, đố đi. Mười câu nữa qua cũng không ngán. Vậy thì nghe đi nha. Nghe chứ. Ông già mà ông chết đã lâu à, cặp mắt mà trần cao hàm râu cũng còn. Nè, ngạo tao phải không? Đố thiệt chứ ai ngạo không? Chịu thua chưa? Đố gì mà rắc rối quá à. Thôi, tao chịu thua đó. Chịu thua ha? Nó là giống gì cắt nghĩa đi. Đó là gốc tre khô, đúng không? Tại tao quên chứ cái câu đó dễ ợt chứ khó khiết gì đâu. Hồi nãy ông hứa với tôi sao đó, ông nhớ không? Không, tao có hứa gì đâu. Đó, nuốt lời hứa phải không? Đâu có. Nè, nuốt lời hứa tôi không để cho ông yên đâu à nha. Nói cho ông biết vậy đó. Thôi mà hăm he quá làm chi vậy hai. Nè, em hai ơi. Có kìa, làm gì mà nắm tay nắm chân người ta vậy? Buông ra không? Ta không buông á. Không buông á? Vậy thì tôi nhận cho chị em đó. Nè. Trời ơi, ta không có biết lỗi. Coi kìa, đừng, trời ơi. Đò chị em rồi bớ người ta, bớ làng xóm.